chúng mình đang ở Hải Phòng. Hải Phòng. Và như video trước bọn mình đã so sánh hai phương tiện đến Hải Phòng, mọi người còn nhớ không ạ? Thì ở cuối video bọn mình đã đến lấy cái này. Bắt đầu phát tour Hải Phòng. Hải Phòng là một màu ẩm thực. Vâng, và đã có bản đồ lòng vòng Hải Phòng ở đây rồi thì sẽ phải đi check in và kiểm chứng ngay những cái món ẩm thực ở trong bản đồ này ạ. Chúng tôi sẽ ăn bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và bữa đêm. Tất cả mọi thứ chúng tôi sẽ ăn theo bản đồ Hải Phòng lòng vòng ẩm thực ở đây. Và để ghi lại những khoảnh khắc rất đẹp của số ngày hôm nay, chúng ta sẽ vẫn sử dụng chiếc iPhone 13 Pro Max màu xanh rất là trendy này, mới ra được mấy tháng thôi ạ. Một lần nữa, chiếc iPhone này được mua tại Cellphones, đại lý chuỗi bán lẻ ủy quyền của Apple tại Việt Nam, với hơn 80 cửa hàng trên khắp cả nước. Và hiện tại thì Cellphones đang có chương trình khuyến mãi lên đời trợ giá đến tới 6 triệu đồng. 6 triệu đồng? Trời ơi, nó nhiều ghê gớm luôn. Không thể tin được, bây giờ mình phải đi ăn thôi. Đúng rồi, let's go. Thì bọn mình quyết định ăn nem cô bể. Thực ra là trong cái list bản đồ ăn ấy thì cái nem cô bể có khá là nhiều lựa chọn. Bọn mình quyết định lựa chọn quán đầu tiên, đó là Nga 92. 92 Trần Nhật Duật. Đó. Ok. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Đói lắm rồi. Ok, và hiện tại thì bọn mình đã có hai chiếc nem cô bể ở đây. Thật sự là khi bước vào đây thì em bé Hà Cu của mình nói rằng là nem cua bể ở đây rất ngon, em đã ăn rồi. Nhưng mà khi bước vào đây thì mình cũng công nhận là cái không gian này làm cho mình cảm thấy rất là thích. Bởi vì là bên ngoài kia đang nóng hay là nóng, nắng hay là nắng, bước vào đây điều hòa mát rượi luôn. Đó. Bây giờ mình ăn đây mình nói là rồi. Theo như lời Hà Cu chia sẻ thì chúng ta chỉ hai người sẽ ăn một cái nem cua bể là vừa phải. Đó. Nhưng mà không biết là với sức đói của chị mình bây giờ thì không biết là chị sẽ ăn như thế nào. Mong là chị gái mình sẽ ăn no và ngon nhá. Chị sẽ bình tĩnh thôi. Rồi ok, chúng ta sẽ có nem cua bể này, một đĩa bún này. Đây là phần nước chấm mà rất đặc biệt là có giá. Có phải đặc biệt không ta? Nhưng giá là kiểu giá sống ấy. Giá sống. Nó vẫn là có giá sống với lại là đồ chua, muối, cà chua và cà rốt. À, cô bé mình có một câu hỏi rất là hay ho cho chú chủ quán là à, nước mắm nhà mình có mì chính không chú? Cô bé hỏi đáo để quá. Rất là thông minh rồi. Thế chắc người ta bảo nhiều mì chính lắm không? Mình nghe xong mình chị Hà quay ra kiểu con bé này hỏi thông minh. Thông minh. Sao nước thôi, không ăn giá trong ý là ít giá thôi tại nó là giá sống ấy. Thôi. Sẽ cho mọi người xem một miếng nem cô bé. Ui, nhìn này. Trong này sẽ có tôm này, có thịt này, có cua này, có giá nữa. Thực ra là chỉ cần cắt thôi là mọi người có thể đoán được toàn bộ, thấy được toàn bộ nguyên liệu rồi vì nó rất là to ấy. Các nguyên liệu thành phần được rất là lớn. To và rất dày, ăn đi mọi người, ăn. Đấy, nem cua bể ở đây giá là 70 nghìn nha mọi người. Vỏ giòn lắm mọi người ơi. Rồi. Nhưng mà kiểu nó giòn ở cái mức mà nó không bị vỡ vụn cái vỏ bên ngoài ra ấy, nó vẫn có cái tính kết nối ấy. Bớt không chờ đói. Cái nem ở nem cua bể ở đây thì có cái mùi hạt tiêu rất là thơm luôn ấy. Thơm cái thịt nó ướp hạt tiêu xong rồi kiểu mùi hạt tiêu nó thơm, nó sục lên mũi. Với lại là điểm cộng nữa là cái vỏ của bên này rất là giòn. Vì là các cô chủ sẽ là kiểu rán liên tục liên tục chứ không phải là để bánh hay là để nem bị bên ngoài đâu mọi người ạ. Mà cảm giác nó còn được có hai lớp vỏ ấy chứ không phải là một lớp nữa ấy, nên là sắp tăng cái sự giòn hơn. Cái phần nêm nếm thì mình thấy nó cũng nhiều mùi hạt tiêu nhở, nhưng mà nó vẫn giữ lại cái vị thuần của thịt đấy. Khi mà ăn thì mọi người sẽ cảm nhận rõ đâu là tôm, đâu là cua, đâu là thịt lợn ấy. Mình thấy thế rất là thành công. Miếng đầu tiên của mình cắn là toàn là thịt cua. Ôi mẹ ơi, ngon kinh khủng ấy, quá đỉnh. Nhưng mà điều mà mình muốn nói ở đây chính là cái phần nước chấm. Nước chấm ở đây cho thêm ớt, mà ớt này rất cay nha, ớt này cay lắm nha. Thật ra khi mà nhìn hình thức như thế này thì mình ngay lập tức liên tưởng đến món bún chả. Thì mình cũng khá là sợ, mình bảo Hà Cu là chị bị say mì chính trong nước chấm của bún chả, nên là thường thì mình sẽ không ăn bún chả. Nhưng mà khi ăn ở đây thì thật sự là mình cảm thấy nó không bị lợ mì chính đâu nhá. Nói chung là mình thấy rất là ngon. Một điều nữa là cái nhân ở bên này ấy, nó vẫn giữ được độ ẩm của nó cực mềm chứ không hề rời lạc cái nhân ra đâu mọi người ạ. Dù là trong này có rất là nhiều loại. Nên mọi người nhìn này, ở bên trong một miếng, một phần tư cái miếng nem của mình thôi mà con cua, cái nhầm, mà con tôm nó cũng đang như thế này rồi. Trời ơi, wow, đỉnh thật sự. Nhưng mà thấy bạn mình là cũng uy tín đấy. Hai người ăn một cái là hợp lý. Đúng là không biết mọi người đánh giá sao chứ 70.000 một suất thì cũng gọi là chia hai là 35.000 một người đúng không? Nhưng mà nếu mà ăn 70.000 thì ra hơi đắt hơn Hà Nội một xíu. Không, thật ra giá này là ở Hà Nội cũng giá 70.000 mà. Mình đâu, tao ăn toàn có 40-50 thôi. Thế á, nhưng mà cái topping nó có như thế này không? Tất nhiên nó chất hơn thì nó cũng phải đắt hơn rồi. Thật ra thì mình đi ăn ở mấy quán ở Hải Phòng này rồi thì mình thấy là giá em cũng nhiều hết. Ảnh thì là giá hợp lý. Đó là giá mặt bằng chung nên cô bé nó cũng nóng á. Ok. Uy tín nha, bản đồ uy tín nha. Nhưng mà mình vừa để ý là ở đây có rất là nhiều kiểu bằng khen, xong rồi giấy chứng nhận.
bản cam kết thực hiện tiêu chuẩn đạt cơ sở đạt vệ sinh an toàn thức ăn đường phố. Thư của Phó Chủ tịch nước. Mà chú ạ. Ok, hiện tại thì trên tay bọn mình đang là Hải Phòng lòng vòng ẩm thực, một chiếc bản đồ ẩm thực. Sở Du lịch Hải Phòng. Thì ở trên này mình cảm thấy là Sở Du lịch Hải Phòng rất là tâm lý, bởi vì sao ạ? Bên cạnh là những món ăn rất là nổi bật ở Hải Phòng như bánh đa cua, bún cá cay, bánh bèo sẽ được liệt kê những địa chỉ mà hot nhất và uy tín nhất. Còn có một bản gợi ý xem là trong một ngày mọi người sẽ ăn gì. Đúng rồi. Sáng, trưa, chiều, tối. Đây. Đêm chúng mình ăn nhau. Chết nhầm. Và bây giờ là buổi chiều. Xế chiều thì ở trên Trần Bình Trọng chúng ta sẽ có gọi là cháo cay cô lan. Cháo cay là món gì ạ? Cháo cay là cháo và nó chắc cay. Rất là nhiều cay đây. Chúng ta sẽ đến với 17 Trần Bình Trọng cháo cay cô lan để thưởng thức nha. Cô ơi, cô cho con hỏi là tại sao món cháo này lại có tên là cháo cay ạ? Cháo cay là có cái bà cụ đấy, trước là bà ấy làm bán cháo cay này, là cái cay để cho thêm vào để cho cái gia vị của mình là có những người ăn được cay thì là nó thành cháo cay thôi, chứ cay thực tế là cô để ngoài. Thực tế là cay là cô để ngoài chứ cháo không hề có tí cay nào. Tức là đây cũng chỉ là cháo bình thường, cháo bình và thường. Sau đấy thì cái điểm đặc biệt của đặc món cháo điểm. Này chính là phần ớt cay đúng không cô? Đúng rồi, đặc điểm của nó là phần của ớt cay. Vâng, nhưng mà đấy. Sẽ tùy thuộc vào các bạn ăn tùy xem là thuộc các bạn vào muốn các bạn ăn cay như nào thì các bạn cho vào. Vâng. Chứ còn cái tên cháo cay là để cho nó có thành một cái đại khái như là riêng của riêng biệt riêng vâng. Riêng biệt của cái ẩm thực của Hải Phòng. Vâng. Cảm ơn cô ạ. Điều mà mình rất là ấn tượng với quán cháo cay cô lan đó là vẫn là cháo cay á, nhưng mà chúng ta có rất nhiều lựa chọn về topping. Ví dụ như đây chị Hà là có sườn và ruốc đúng không? Của mình là lươn, của Hà Pu là thập cẩm, và mọi người có thể chọn thêm cả là chai thịt hoặc là tôm nữa. Đấy. Khá là thú vị. Còn cái điểm đặc trưng ở đây là cái phần ở đây ớt cay, đây mời Hà Phu có thể nói thêm về phần này. Ở đây cái ớt này, ớt cay ở đây á là ớt cay trưng mọi người, nhưng mà người ta không phải dùng cả quả ớt đâu, mà người ta sẽ là dùng ớt bột, xong người ta trưng lên là mỡ hành, nó phi hành thơm lên, người ta vớt hành ra, xong người ta mới dùng cái nước mỡ đấy trộn với ớt cay. Đó thì nó sẽ ra được một cái hỗn hợp như thế này, và cái ly này vẫn còn nóng nha mọi người. Khi mà vừa mới nấu xong á. Đúng rồi. Thật ra thì như cô vừa mới chia sẻ khi mà mình phỏng vấn ấy, thì đây cũng chỉ là một bát cháo bình thường. Sau đấy thì điểm đặc biệt của bát cháo này chính là phần ớt trưng, nên là em có thể cho ít hoặc cho nhiều, cái đấy là tùy thuộc của em. Đúng không? À, thêm một điểm đặc biệt nữa là đây có hai loại quẩy để mọi người lựa chọn, một là quẩy dẻo, hai là quẩy giòn. Khi mà cô nói là cháo ở đây các con sẽ cho ớt trưng vào ăn cùng thì thật sự là mình cũng cảm thấy là thế thì nó sẽ lạ ở chỗ nào nhỉ? Cho đến khi mà cô giải thích cho bọn mình là ớt trưng ở đây nó đặc biệt như thế nào, thì như mọi người có thể thấy là nó kiểu lợn cợn sánh mịn nhá, chứ nó không phải là những hạt ớt mà mọi người hay ăn ở Hà Nội đâu. Đây là quả ớt người ta xay ra trông rất luôn ấy, nó nhuyễn đúng không? Thế cho nên là mình nghĩ là nếu mà ớt như này nó sẽ rất cay. Nào bây giờ chị Thị Vạn trước được không nào? Thà là một người ăn được cay mọi người ạ. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tám giọt ớt nha. Ở đây có hai loại cháo là cháo hạt với cả cháo bột, thì tất cả bọn mình đều chọn ăn cháo bột. À không, em chọn cháo hạt ạ. Phiên bản cháo hạt của Hà Pu hơi lạ nha. Cũng là cháo hạt và hơi lạ nha. Sao cháo hạt của em trông cũng mịn? Cháo hạt của em thì mọi người ạ, cái đĩa và cái bát cháo hạt của mình này thì người ta cũng cháo cũng đã được hầm rất là nhừ rồi, chứ không phải là nó lợn cợn đâu. Còn bên cháo mịn thì lại rất là mịn luôn, giống cháo sườn ở Hà Nội ấy, mọi người. Giống cháo sườn ở chợ Đồng Xuân ý, xong nó như bột ấy. Đúng rồi. Thì điểm chung là đều sẽ có mùi tàu và mùi ta ở trên nữa. Bát cháo sườn của mình thì có ruốc với cả hai miếng sườn. Còn bát mình thập cẩm thì sẽ bao gồm cả là lươn này, chai này, mộc nhĩ, rồi cả ruốc và cả tôm luôn mọi người. Nói chung là sẽ là đầy đủ tất cả các loại topping. Để mình test thử sàn lọc với 7 giọt thì nó như thế nào nhá. Với 7 giọt. 7 giọt ớt nhá. Còn như là nó sẽ cay lắm đấy. Không. Ui. Có cay, mà cái vị cay là cay sộc nhá, cảm nhận được ngay lập tức khi mà ăn cái miếng đầu tiên luôn, nó rất là rõ ràng. Cái phần lươn của mình ấy thì cảm giác như cũng được nêm đến một cái vị đấy cay cay, kiểu cay rõ luôn ấy. Đấy, cũng khá là thú vị. Còn cháo thì mình cảm thấy là nó không giống cháo mình hay ăn, tức là cảm giác nó hơi nhạt một chút. Với mức giá là 20.000 một bát thì mình nghĩ là khá là xứng đáng để thử đúng không? Đây là một trải nghiệm cũng khá là mới lạ, bởi vì đây là lần đầu tiên mình ăn cháo cay này. Nhưng mà theo như lời chị Hà bảo là ngoài ở Hải Phòng, ngoài cháo cay có một món cháo cũng rất là đặc biệt khác, đấy là cháo khoái. Đó, cháo khoái. Thế nên là ngoài sự lựa chọn này thì mới có thể đến hàng cháo khoái để thử. Nếu mà quay lại thì chắc là mình cũng sẽ vẫn chọn hàng này là một hàng để em mới ăn vào.
Ngoài ra thì quán này sẽ được mở bán từ 3 giờ 30 chiều cho đến khoảng 22 giờ 30 nên là các bạn có thể qua đây để ăn vặt buổi chiều hoặc là ăn đêm. Và bây giờ đang là 10 giờ 30 tối và chúng mình vẫn đang rất đói mọi người ạ. Nên là chúng mình quyết định sẽ đi ăn đêm. Và đây, bên cạnh mình không phải là Nam Cường nữa mà là giới thiệu đi em, giới thiệu đi. Mấy khi mình được lên hình. Ok ạ. Mình là Thăng Long nha mọi người. À, sự xuất hiện của mình ở đây ngày hôm nay thì là do anh Nam Cường của chúng tôi. Anh không tin ai cả, anh chỉ tin đờ. Okay. Nên là anh đang ở nhà và 10 rưỡi tối rồi tôi phải đến đây để cùng chị Hà Phu và chị Hà review cái quán này. Thế bây giờ bọn mình quyết định là đi đến số 1 Lê Chân để ăn món bánh đa chiên và trứng. Trứng gì? Ốc rán trứng. Ốc rán trứng. Ừ, đó. Thôi bọn mình ăn đây. Và bọn mình đã gọi ở đây đó là một đĩa ốc rán trứng. Đấy, tức là trứng rán ốc nha mọi người. Vâng, còn okay. đây là bánh đa chiên mọi người. Đây là bánh đa chiên, hai cái đĩa này là một suất bánh đa chiên đấy ạ. Nhưng mà món này làm cho mình liên tưởng đến phở chiên ấy. Đúng rồi, giống phở chiên ở Hà Nội này. Và cuối cùng là một bát bánh đa nước thập cẩm đấy. Bánh đa ở đây kiểu sợi của nó khá là mảnh ấy. Nó sẽ giống như sợi bún nhưng mà nó dẹp hơn mọi người ạ. Nó giống cái sợi mì gạo. Mì gạo ở Hà Nội. Ồ đó. Trong này thì sẽ có trứng, có ốc và cả ngải cứu nha. Kết cấu của món này thì là cái phần ốc sẽ được đánh ra hòa quyện với cái phần trứng đúng không ạ? Từng miếng ốc ạ, nó len lỏi vào trong những cái phần trứng ạ. Ta sẽ cùng thử ạ. Ừ, ok. Ôi, rất thơm luôn mọi người. Thơm. Trứng nó giá lên với mùi ngải cứu ốc, mùi ngải cứu rất là thơm ạ. Ngải cứu gần nha, cứu nha, cứu nha. Cứu nha. Đắm đuối trong sự ngon của món này. Mình là một người rất là sợ ăn ngải cứu. Nhưng mà mình lại rất thích ăn trứng rán ngải cứu. Bởi vì khi mà rán lên thì nó đỡ đắng rồi. Nhưng mà mọi người có thể nhìn thấy là ngải cứu ở trong đĩa trứng này nó khá là ít. Nó chỉ hơi thơm một chút mùi ngải cứu thôi, chứ nó cũng không quá lấn át vị của trứng. Nhưng mà điều đặc biệt là cái phần ốc ấy mọi người. Khi mình ăn vào kiểu nó béo, béo luôn ấy. Dùng từ béo ngậy luôn ấy. Cái phần ốc nó rất là đều đúng không chị? Ừ. Kiểu miếng nào cắn cũng sẽ có ốc ở trong đấy. Ừ. Mọi người tưởng tượng là khi mọi người đang ăn trứng rán, cái lớp trứng bên ngoài này nó khá là xém. Xong bên trong tự nhiên lại kiểu ăn nó cứ một bột, nó cứ nhũn bóp bóp, nó cứ nhũn nhũn, nó cứ mềm mềm, xong nó cứ béo béo ấy. Nó rất là lạ. Mọi người có thể thử món này ở Hải Phòng nhá. Tuy nhiên thì em thấy nó hơi nhạt với em. Hơi nhạt với em mọi người. Với những người mà ăn nhạt như em thì em thấy này là vừa. Không quá bị nhạt. Nếu như mà nhạt quá thì mọi người có thể chấm cái nước mắm mà mọi người đã pha, chấm cái nước tương mọi người đã pha. Rồi chúng mình sẽ sang món thứ hai, đó chính là món bánh đa chiên đúng không ạ? Bánh đa chiên ở đây thì sẽ được ăn kèm với một đĩa xào gồm có giá, rau cải, tim cật. Tim cật đó. Thật ra khi ăn món bánh đa chiên hay là phở chiên thì mình rất là sợ nó bị lóng bóng dầu ấy. Mọi người, cái bánh đa chiên của bên này vỏ cực kỳ giòn luôn. Nhưng mà bên trong cái sợi bánh đa nó vẫn còn dai dai mềm mềm ý. Nhưng mà đúng như chị Hà nói là nó sẽ bị hơi Hà nhiều nào, dầu cơ. Đúng không ạ? Hà nào? À, giống như chị Hà Thu nói ạ. Thì thực sự nó cũng rất là nhiều dầu. Sẽ hơi ngán đấy ạ. Mình sẽ ăn thử về cái này. Thích ăn cật lắm. Thật, em cũng rất là cật. Tìm ăn những người thích ăn tim cật. Tim ăn cật. Tim ăn cật. Đúng. What play? Wow. Tuyệt vời. Món bánh đa chiên này sinh ra là để chấm. Tại vì mọi người ạ, cả topping lên bánh đa đều nhạt. Mình nghĩ là mọi người nên chấm. Thế mấy cái gì đấy ạ? Đúng rồi, em cũng thấy là topping và bánh đa bên này đều nhạt. Em cứ tưởng là cái này người ta sẽ chấm mấy dạng như kiểu là tương ớt ấy. Nhưng mà mình đang phân vân là không biết là ở đây thì người Hải Phòng người ta sẽ chấm với xì dầu hay là với lại muối chanh. Có hai món nước chấm mà người ta pha cho mình. Một bên thành phần chính là dầu hào và một bên thành phần chính là chí trương. Em có thể ăn với chí trương. Ừ. Lúc ở cái quầy kia là có một bát chí trương luôn. Người ta sẽ pha cho bọn mình. Thêm một điểm cộng nữa đó là cái tim cật của bên này không hề bị hôi nha. Cật không hề bị hôi, cật rất là mới. Nếu mà chấm vào thì cái hương vị nó đậm đà hơn hẳn luôn á. Nhưng mà cái bát này nó không hẳn chỉ là chí trương đâu. Phía dưới nó còn nữa. Là xúc nha mọi người. Xúc là muối à em? Ở Nghệ An bọn em gọi là xúc. Đây, thì bây giờ nó có muối. Muối, đúng rồi. Phía dưới nó là muối mọi người. Muối xong được người ta bắt nước cất vào ấy ạ. Ở quán này thì sẽ mở từ 6 rưỡi tối đến 3 giờ sáng. Thì mình nghĩ rằng là nếu mà tầm nửa đêm mà các bạn đói, các bạn vẫn nên đến đây ăn. Bởi vì thực sự là đồ ăn đây theo mình đánh giá là rất chất lượng. Bót mọi người nên ăn cái trứng rán. Nhưng mà một đĩa trứng rán to như này thì mình nghĩ là tầm 5-6 người hàng ăn nha. Tại vì là ăn thì miếng thứ hai là các bạn sẽ thấy bắt đầu hơi gầy gầy. Ngày hôm sau. Ôi. Tức là đây mình sẽ kể mọi người nghe một câu chuyện là bọn mình đã quyết định là sẽ đi ăn bún cá cay vào buổi sáng ngày hôm nay. Thế nhưng mà có rất là nhiều quán bún cá cay được gợi ý trong này đóng cửa từ 11:30, mà nhất là hôm nay là chủ nhật nữa nên là khách đến cũng rất là đông. Thế là quán đóng cửa hết rồi. Bọn mình đã đi theo bản đồ và đi đến hai địa chỉ và đều hết và đều đóng cửa. Thế bọn mình đã kiểu cố gắng
liên lạc đến quán cuối cùng này và may quá là nó vẫn còn. Đây là địa chỉ 227 Văn Cao, bún cá cay món ngon miền duyên hải. May thì bọn mình đã gọi ra đây 3 bát thập cẩm, riêng mình thì gọi bánh đa, còn hai chị mình thì gọi hai người quay cùng mình thì gọi bún và gọi thêm một phần lòng nhồi. Đúng rồi, lòng nhồi ăn kèm ngoài nữa. Thật sự mọi người ạ, bọn mình là tha thiết từ ngày hôm qua rồi, là bọn mình phải nhất định, phải kiên quyết, phải làm sao đi ăn được bún cá cay lòng nhồi mọi người ạ. Em phát hiện ra một cái nữa, đó là ở đây á, mà có người thì gọi là lòng nhồi mà có người thì lại gọi là dồi. À, thì ở quán mọi người gọi là dồi nên khi bọn mình bảo gọi vào bát lòng nhồi ra, cô không hiểu là đâu là hoặc là lòng hoặc là dồi đấy, cô phải hỏi lại là dồi mọi người ạ. Thì mình thấy ở trên bát này cũng đã có những cái kiểu chấm đỏ li ti trông như những miếng ớt vậy, là trông có vẻ cay đấy. Nhưng mà thực sự em phải nói đây là một trong những bát bún cá đẹp nhất mà mình từng ăn. Nó rất đẹp, kiểu nó đa dạng với topping, hình như là hơn 10 loại đúng không? Hơn 10 loại. Bình thường thì những cái nơi khác ấy thì người ta sẽ dùng là rau cần. Nhưng mà ở đây thì người ta lại không dùng rau cần, nhưng mà người ta sẽ dùng là cái sợi dọc mùng như này này. Đấy, là một điểm khác đầu tiên. Cái thứ hai nữa là em thấy ở những kiểu quán Thắng Tô ấy thì người ta sẽ không có cái cá rán chiên, cá bống chiên giòn này. Còn ở đây thì lại có cá bống chiên giòn này. Thì ngoài ra thì ở đây nó cũng có rất là nhiều loại topping về cá, như là đây là chả cá này, chả cá có tận hai loại cơ. Một loại chả cá tròn đấy, một loại chả cá dẹt đấy. Đây là cá rô chiên. Thực ra khi mà mình thử nước dùng thì mình đây là một vị đậm đà và cay sâu, có nghĩa là khi mọi người hút thử, mọi người nếm một lúc sau thì cái vị cay bắt đầu sộc lên dần dần ấy, chứ nó không sộc ngay lập tức. Cái này nó khá là ấn tượng bởi vì một số nơi họ muốn làm ấn tượng cái nước dùng hơn ấy, họ cho ngay cay ngay lập tức từ đầu ấy, còn đây nó từ từ nó mới lên dần. Nước rất ngon nha. Với cá nhân mình thì có thể Cường sẽ cần thêm một chút chua, nhưng mà như mình nghe là chua là đủ rồi, nhưng mà chua hơn nữa là mình sẽ không ăn được. Và nó cũng hơi ngọt ngọt một chút, và đặc biệt là cái vị cay, công nhận là nó sẽ cay ở cổ họng nha. Cái bát của em thì là chưa cho ớt đâu, nhưng mà em đã vẫn cảm thấy được cái vị cay ở cái cổ họng của em ấy rồi. Và cái vị thanh thanh của giống như là người ta dùng nấu với cà chua, hơi thoáng vị chua của cà chua với sâm bông. Ôi, chị Hà ơi, chị Hà thử cái lòng nhồi đây đi. Chị thử đi. Trời ơi, mọi người, cái lòng nhồi của bên này á là người ta có cả dồi sụn và có cả sụn mọi người ạ. Nên là khi lúc mà nhai ấy, nó ăn giòn giòn sật, nó gần giống với cái dồi sụn nó nướng ở Hà Nội mình. Nó không thơm cái mùi dồi sụn cá quá. Đây là hai món mà khi đi ăn bún cá cay mình sẽ ăn. Mình đi ăn bún cá cay không phải để ăn bún cá cay. Mình ăn bún cá cay để ăn lòng và ăn lòng nhồi và ăn dồi, theo như ở đây gọi là ăn dồi. Hay ho phết. Có nghĩa là cái vị dồi nó không khác lẫn đi đâu luôn, bởi vì nó vẫn có cái hương hùng chó rất là rõ ràng. Nhưng mà mình tưởng ban đầu là khi mà cho cá vào nó cái dần nó hơi rời rạc ấy, nhưng mà nó vẫn rất là chắc. Mà cái màu bên ngoài mọi người nhìn xem này, nó đã được luộc qua xong rồi cảm giác còn hơi cam nó rất là đẹp. Cá nhân mình thì nó giống ăn dồi sụt quá. Đúng rồi, em thấy. Nên mình cũng tức là với mình thì lòng nhồi hay là dồi ở trong, mình biết là lòng nhồi hay là dồi, quán mình hay ăn thì gọi là lòng nhồi, còn ở đây người ta gọi là dồi. Nhưng mà lòng nhồi mà mình hay ăn ấy thì vị nó rất là khác, nó không hề giống dồi sụn một chút nào cả ấy. Nhưng mà quán ở đây thì cho mình cảm giác như mình đang ăn một bát bún cá cay với dồi sụn. Ui, cái cá bống này nó như cả xương luôn mọi người ạ. Ở Quảng Ninh quê mình ấy thì cá bống này rất là nhỏ, nó chỉ bằng ngón tay út của tôi thôi, thậm chí nhỏ hơn nhá. Và nó rất là nhiều xương răm, thế nên nếu mà kiểu làm không kỹ, chiên không giòn rất là khó ăn, thậm chí là kiểu nó hóc xương ấy. Nhưng ở đây cảm giác như cả cái xương răm luôn, ăn nó rất là dễ. Mặc dù nó hơi ỉu một chút do ngâm nước rồi, nhưng mà mình cảm giác là vẫn cái độ giòn, cái độ thơm của chiên dầu ấy nó ra rất là rõ. Uầy, cái miếng cá rô của bên này á mọi người, người ta làm rất là chắc thịt luôn. Miếng cá được cắt khá là to, rán vỏ ngoài thì giòn nhưng mà bên trong vẫn giữ được cái độ mềm của thịt cá và độ ngọt thịt cá mọi người. Nó không bị rán kiểu bị khô quá đâu ấy. Em thấy là cá rô rán này ok đấy. Một bát ở đây khá là đầy đủ topping như thế này. Bọn mình gọi bát thập cẩm ấy thì ở đây đều đồng giá là 30.000 một bát. Đó. 30.000 một bát á? Đúng rồi, rất rẻ đúng không mọi người? Vãi chưởng, rẻ. Nên là cô bảo là nếu như mà mọi người qua đây mà muốn ăn nhiều hơn á thì có thể gọi bát 40 hay là 50, đấy là tùy thuộc vào mọi người. Còn bát của bọn mình tiêu chuẩn ở đây là 30.000. Ui, đấy là rất nhiều ấy, tại vì một bát như thế này cũng rất nhiều bún, rất nhiều topping luôn rồi. Còn giờ mở cửa của quán thì là sẽ chia thành 2 ca. Ca đầu tiên là từ 6:30 cho đến 1 giờ chiều. Ca tiếp theo là từ 5 giờ chiều cho đến tận 1 giờ sáng mọi người ạ. Ui, 1 giờ sáng luôn á? Ôi ôi. Ok. Yeah. Yes. Và mình đang có mặt ở trà cốc số 46, tại địa chỉ là 46 Minh Khai. Và ngay bây giờ đây thì bọn mình sẽ không nói được cái gì nữa, bởi vì là đoàn cổ vũ bóng đá sắp đi qua. Rồi, ở đây thì bọn mình đang có 3 cốc trà hoa cúc. Ôi, cái sự chất lượng nó ở đây chứ ở đâu. Mọi người ơi, thế này, mọi người đến Hải Phòng, mọi người phải uống trà hoa cúc. Mà uống trà hoa cúc thì mọi người nên đến địa chỉ số 46 Minh Khai. Mình thấy mọi người, trong một cốc trà hoa cúc này nó sẽ có thêm
nó có trà cúc này, có mật ong này, nó có quất. Mình đã từng uống trà hoa cúc ở hai địa chỉ khác ngoài 46 Minh Khai và cái vị của mật ong ấy nó rất là nồng nặc. Nồng mà nó kiểu như kiểu mật ong để quá lâu rồi ấy, cảm giác mang lại cho mình cái trải nghiệm không tốt lắm về cái hương vị của mật ong. Làm cho mình cảm thấy là cái trà hoa cúc nó bị cái hương vị nó khác hoàn toàn luôn và nó còn bị đắng nữa. Thế nhưng mà riêng trà hoa cúc của Minh Khai thì lần nào đến uống cái hương vị của nó vẫn rất là tuyệt vời. Cái hương trà nó rất là đậm, nó rất là chất lượng, nó thật sự là cái cốt trà ấy mọi người. Đấy, thế xong rồi mật ong thì vừa phải thơm thơm, ngọt ngọt nhẹ, xong rồi thêm miếng quất chua chua thanh thanh. Nói chung là mình thấy thế. Nếu uống trà hoa cúc mọi người có thể đến địa chỉ 46 Minh Khai có ở trên bản đồ. Không biết mình nên nói gì tiếp theo luôn mày ạ. Tao nghe xong nó kiểu cũng không hề ít thông tin một xíu nào cả nhờ. Chị mình đã review hết tất cả những cái hương vị. Không phải đâu này, nó ngon. Nó ngon rồi. Ban đầu mọi người sẽ thưởng được cái vị hoa cúc, xong rồi vị chua của quất và cái hương vị cuối cùng là vị mật ong. Nó là ba hương vị hoàn toàn khác nhau và nó theo thứ tự như thế. Em lại thấy là cái vị ngọt của đây nó hơi ngọt quá so với em. Em sẽ thích là hơi đắng đắng một tí cái vị của trà hoa cúc ấy. Đó. Với lại là em uống một số nơi ở Hải Phòng người ta còn có cả sắc trà ở trong cái cốc này luôn đấy. Nhưng mà thường chị uống thế chị sẽ sợ bị sắc. Nhưng mà cái cảm giác mà em thích đắng đắng hơn ấy thì em sẽ thích phiên bản ở Phan Bội Châu hơn, chị nghĩ thế. Tại vì ở Phan Bội Châu thì mình đã từng uống thì mình thấy nó hơi đắng. Hơi đắng với chị ạ. Ngoài ra thì ở đây sẽ có thêm cả hoa quả mọi người ạ. Nên là mọi người qua đây có thể thử cả hoa quả ở đây. Ra phải tổng kết lại là ngày hôm nay chúng mình đã kết thúc cái tour ăn theo bản đồ ở Hải Phòng bằng cái ly trà hoa cúc ở đây. Thì không biết là chị Hà với lại Nam Cường thấy sao, thấy như thế nào về những cái món mà bọn mình đã đi kiểm chứng. Với cá nhân mình thì mình cảm thấy là những món có ở trên bản, những món mà mình hay ăn khi mà mình đến Hải Phòng ấy thì đều có ở trên bản đồ. Có nghĩa là mình cảm thấy là người mà làm cái food tour này họ rất là chịu khó tìm hiểu xem là những quán nào đang nổi tiếng đối với các bạn trẻ này ở trong các cái group review, ví dụ như là ăn ngon Hải Phòng hay là ăn gì ở Hải Phòng các thứ hết. Các group review thì mọi người có tham khảo rất là nhiều và chọn ra những cái địa chỉ rất là uy tín và nó đã nổi tiếng rồi sẵn rồi đấy. Và cái nhiệm vụ của cái bản đồ này là tổng hợp lại những cái địa chỉ mà nó gọi là chất lượng nhất có ở trong bản đồ, nên là mình cảm thấy là mặc dù là mình chưa thể ăn hết được tất cả các cửa hàng, thế nhưng mà những quán mà mình hay ăn ở Hải Phòng trước đây đều có ở trong bản đồ. Còn riêng cá nhân của em á thì là sẽ có những cái món mà lần đầu tiên em được ăn thử và có những cái món là em mà ăn những cái chỗ khác thì em thấy là nó có vẻ là hợp với bản thân em hơn là so với ở trong bản đồ. Thực ra là với mình thì mình nghĩ sở du lịch Hải Phòng có thể mời bạn Hapu của mình là một bục nhỏ hơn nữa về gọi địa chỉ là tại vì bạn mình là cũng có chọn những quán rất là tuyệt vời. Thật ra là Hapu đã từng có những cái story tổng hợp những quán bar xịn ở Hải Phòng đó. Đó, và hôm qua thì bọn mình cũng được kiểm chứng xong thì mình cũng thấy ổn. À, ổn là chưa quá đến mức quá xuất sắc, nhưng mà mình nghĩ là lần sau thì có thể thêm một quán nào khác được đó. Và những quán bọn mình đi thì đều rất là tiện lợi với những người mà đi ô tô. Những quán mà bọn mình đến thì đều để ô tô, thế nên là mình thấy rất là phù hợp với những bạn đi xe riêng của những nhóm bạn đi xe riêng ấy đó. Nói chung là rất tâm lý nha, 10 điểm tâm lý nha. Và đấy là tất cả những cái trải nghiệm của bọn mình khi mà đi ăn theo bản đồ food tour tại Hải Phòng. Là nếu như mà các bạn muốn bọn mình đi một lần nữa đến Hải Phòng để kiểm chứng cái bản đồ hay là những món ăn khác thì có thể để lại comment để cho bọn mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Tạm biệt. Hôm nay